Nè, phát hiện một loài bướm này rất đẹp nha mọi người. Không biết con bướm gì nha. Đây, bướm màu trắng nha. Đẹp quá đẹp. Con này không biết con gì đây. Rất to nha. Mỗi bên nó có hai cái chấm. Xuống mình coi nó thử. Đây nha, mình bắt nó là này nha. Đây nha. Đây nha. Hàm răng đó này. Nó làm nhanh quá. Trắng nha, nhìn cái mình nó màu trắng này. Nhìn cái ghê, nó có hai cái sừng giống như sừng con thỏ nha mọi người. Đây nó được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chân. Wow, rất mạnh nha. Giờ nó thay đổi màu nha mọi người. Thay đổi chuyển sang màu xanh xanh này nha. Cánh này rất chắc khỏe nha. Mình phấn bài, phấn của nó bay rất nhiều. Hai cái sừng của nó này. Này không biết cái loại bướm gì nữa đây. Đây này, tay mình dính đầy phấn của nó nha. Không biết con bướm gì đây mà ghê quá. Thì nhìn cái mặt nó cho mọi người có trông giống con thỏ không nha. Đây, bướm này rất kỳ lạ nha. Mình mà từ trước tới giờ mới thấy, mới phát hiện được, mới thấy nó luôn. Đây, nguyên cái mình nó là màu trắng nha. Chân nó màu màu đỏ nha. Rồi hai cái này cũng như cái lá cây vậy nè, như cái lá cây vậy. Nhìn con bướm rất là, phải nói là khác với mấy con bướm bình thường nha, trước giờ chưa thấy nữa. Bây giờ cánh nó bay ấy ra, giờ nó màu xanh xanh, cái mình nó vẫn màu trắng, một chấm rồi, hai chấm rồi. Đây, mọi người nhìn kỹ này, cái ấy nó cũng như cái lá cây vậy nha. Cũng như cái lá cây vậy. Bướm này cái bướm chúa quá. Wow, phấn bay quá. Đây nè nha. Nhìn từ góc độ này nha. Cánh nó dần dần nó chuyển sang màu xanh này nè. Cái hai cái ấy của nó cũng như là cái lá cây, hai cái lá cây vậy. Wow, cánh nó tê. 1, 2, 3, 4. Wow, chặt dữ, 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 dữ. Dữ quá mọi người. Đây nè, nhìn đây, nhìn góc này, cái mặt nó rất dữ nha. Nhìn thấy mắt cờ giống con thỏ quá. Cũng như hai cái sừng con thỏ ấy. Trong cái mình thì giống một con, như con sâu, con luôn dừa vậy. Mà mình nghĩ không biết, bướm thì từ sâu sinh ra mà không biết con sâu này con sâu gì nha. Con sâu đâu có con sâu nào mà màu trắng. Rất kỳ lạ nha mọi người. Đây này, cái màu trắng này, lông cũng như lông vậy. Wow, ở trong nó là một màu vàng, nó phủ một lớp ở đây nè, có nó có chóc một lỗ này, đây nó phủ ngoài một lớp màu vàng. Đây đây đây, như tơ vậy nè nha mọi người.
Nhìn cái mặt mà cười. Đó. Đây mình nhìn góc độ này con bướm này rất đẹp nha mọi người. Phải nói là rất rất là kỳ lạ. Quá đẹp phải không mọi người? Đây con bướm to mà đẹp. Chắc mọi người từ trước tới giờ chưa thấy con bướm to mà đẹp gì đâu nha. Mình cũng đây cũng là lần đầu mình mới thấy mới phát hiện được đó. Đây này nha. Quá đẹp con bướm. Bây giờ mình sẽ thả nó cho nó đi thôi. Mình khoái nhất là hai cái dây này của nó nha. Rất đẹp. Rồi, nó bay. Xin chào tất cả mọi người và các bạn nha. Hẹn các bạn vào các video tiếp theo của mình. Các bạn nào xem thì hãy đăng ký và chia sẻ video cho mình nha các bạn.